ngọt quá bị xếp sơ tế bào. Phát triệu hoặc cholesterol chịu sốc mỡ máu. Xin chào quý vị và các bạn, miền Bắc đã có một buổi sáng khô ráo và trời ấm áp. Nhưng đến chiều nay khi mưa xuất hiện thì thủ đô Hà Nội cũng như nhiều nơi ở Đông Bắc Bộ đã nhanh chóng lại trở lại. Cũng là do những mặt mây của tấm thép vẫn còn rơi rớt ở khu vực này đã tạo ra tiết trời nhiều mây âm u và mưa sẽ còn tiếp diễn trong đêm nay cũng như là sáng sớm mai ở các tỉnh Đông Bắc và cả khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Nền nhiệt khu vực này và các nơi khác ở miền Bắc đều dao động từ 10 độ đến 16 độ, trời rét. Tuy nhiên, trong khoảng 7-8 giờ, dự báo mưa sẽ rất hẳn và trời sẽ ấm dần lên. Và trong suốt cả ngày, cảm giác sẽ chỉ còn nắng hơi, se se lạnh. Nhiệt độ giữa trưa ở thủ đô Hà Nội và Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 21-24 độ. Còn ở Tây Bắc Bộ, mây sẽ giảm nhanh hơn và trời xuất hiện nắng nhẹ. Như vậy, thời tiết miền Bắc mưa quá lạnh, chúng ta nên hạn chế sử dụng các thiết bị điện làm nóng. Với bình nóng lạnh, chỉ nên bật trước khi sử dụng khoảng là 15 phút. Vừa đảm bảo được an toàn. Còn ở Nam Bộ thì một cảnh báo là trong đêm nay nguy cơ về lốc xoáy, gió giật mạnh có thể sẽ xảy ra, nhất là đối với các tỉnh ven biển.